Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, một năm vừa qua, những người thực hiện chương trình đã luôn nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả. Các nhân vật đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm để vươn lên trong cuộc sống. Trước khi đến với nhân vật của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chính quyền các địa phương, các đoàn thể, tổ chức, các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho các nhân vật của chương trình. Đó chính là động lực rất lớn để chúng tôi, những người thực hiện chương trình, tiếp tục là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Và chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ quý vị khán giả để chương trình Kết nối yêu thương thực hiện tốt sứ mệnh thiện nguyện của mình trong thời gian tới. Và trong số đầu tiên của chương trình Kết nối yêu thương năm 2019, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn hoàn cảnh của gia đình bà Hoàng Thị Gái ở thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hương Hóa. Hoàn cảnh bi đát của gia đình bà Gái như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với nhân vật của chương trình ngay sau đây. Gia đình bà Hoàng Thị Gái là hoàn cảnh bi thương nhất ở thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hương Hóa. Bi thương ở chỗ, tất cả 5 người trong một gia đình đều hết tuổi lao động, không có nghề nghiệp ổn định và có 4 người đang đau ốm, bệnh tật. Bà Hoàng Thị Ngọc, em ruột của bà Gái, bị u não và bị liệt đã gần 1 năm nay. Không biết bao lần gia đình đưa bà Ngọc đi bệnh viện, nhưng khối u ác tính làm cho bệnh tình của bà không thuyên giảm, nên bệnh viện đã trả về và sức khỏe thì ngày càng yếu đi. Hai người em kế của bà Gái bị mất trí nhớ bẩm sinh nên không làm được gì. Ngày trước, bà Gái và bà Ngọc là lao động chính trong gia đình, lên nương làm dẫy, kiếm thêm thu nhập để chăm lo cho các em và mẹ già năm nay đã 93 tuổi. Nhưng từ khi bà Ngọc đổ bệnh, bà Gái cũng theo em nên cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp của nhà nước dành cho người già và người tàn tật, mỗi tháng chưa đầy 1 triệu đồng. Đối với địa phương thì trong thời gian qua chúng tôi cũng đi tổ chức vận động cùng với các toàn thể là các ban ngành chính trị trong địa phương, cũng đi quyên góp, ủng hộ, cũng đi thăm hỏi, và số tiền là vừa qua được 7.400.000 đồng chúng tôi đã gửi gắm cho chị để trang trải trong cuộc sống và trong thời gian điều trị bệnh. Lúc nào là bà con cũng ủng hộ, lôi tổ lửa tắt đèn, những khi đau ốm hoàn toàn đều có bà con anh em tình nghĩa làng xóm rất gần gũi và lúc cũng tận tâm tận lực để giúp đỡ, dù có tinh thần thôi nhưng mà cũng mang lại cái niềm vui cho gia đình. Trong cái điều kiện của địa phương và những cái nguồn quỹ, nhất là quỹ ngay vì người nghèo ở địa phương thì cũng có hạn và có cái quy chế, cho nên chúng tôi cũng thời gian qua để giúp cho gia đình thì chúng tôi đã thực hiện cái chức năng của mặt trận, là chúng tôi đã đi vận động các cái mạnh thường quân ở trên địa bàn để mà nhằm cùng với địa phương để hỗ trợ cho gia đình có thêm một nguồn động viên. Thì đấy là trường hợp là đặc biệt khó khăn trên địa bàn của Hương Hóa. Trên tinh thần và truyền thống của người Việt Nam chúng ta là tương thân tương ái, lá lên đùm lá rất ít đùm cho lá rất nhiều, thì cũng mong mỏi toàn thể mọi người hãy giúp đỡ cho hoàn cảnh này, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thưa bà, khi mà tới đây thì tôi chứng kiến cái hoàn cảnh của mình rất là khó khăn và rất là đau thương. Vâng, vậy thì xin bà cho biết trước khi mà bà Ngọc nằm xuống bị u não như thế này thì cái hoàn cảnh của mình lúc đó là như thế nào? Sống thì chăn nuôi rồi đó, chăn nuôi để sinh sống hàng ngày đó, thì cũng ăn qua ngày tháng phải thêm tiền trợ cấp nữa. Lúc trước hạn Ngọc kia đau thì chăm nuôi bò để là giúp đỡ gia đình. Chứ Ngọc đau xuống thì ba chăm ba nuôi rửa. Hoàn cảnh gia đình, mẹ già em mất trí hai đứa. Mình gì đi giúp việc cho họ để về mà nuôi gia đình. Xin túi chứ đi là cái hết tuổi lao động rồi chứ về chấm bệnh nhân.
Bác có thể chia sẻ một chút về cái công việc hàng ngày của mình là như thế nào được không ạ? Ngày sáng thì hắn đi đái là nó thấy đó, vì rửa rái hắn, chói chịa. Và sáng đấy tôi làm rửa là cả một buổi sáng, có khi 11, 12 giờ mới xong. Rửa kỹ lắm, chăm sóc bệnh kỹ. Nói chúng từ A đến Z, cho ăn, cho uống, uống thuốc, uống men đối với là tôi hết. Cho nên chứ tôi chăm hắn đó. Chứ trong nhà không có ai chăm được cái mẹ già. Một cái con này bỏ thì thoá cho bụi rồi thôi chứ. Đâu tôi đô hôm này sáng luôn, cũng ngủ được. À, vâng ạ, à, ba thì đi giúp việc cho họ. Và trước đây thì bà Ngọc cũng là con khỏe chăn nuôi được. Thì con kiếm được đồng ra đồng vào. Bây giờ thì bà Ngọc nằm xuống đây và ba cũng không đi giúp được. Việc được. Thì bây giờ thì cái cuộc sống của mình, cái thu nhập của mình về bữa ăn hàng ngày như thế nào? Lúc trước mà Ngọc chưa bính thì nuôi chăn nuôi bò thì được đắp đổi qua ngày. Nhưng mà chứ đây Ngọc nằm xuống thì không làm gì được hết. Thì chăm bệnh nhân của Ngọc là bệnh viện trả về chi tiêu thì giờ mấy đồng trợ cấp để đắp đổi qua ngày thôi, không đủ, không đủ ăn, có tiền thuốc luôn ở đâu nữa, cho nên chứ quá khó khăn. Vâng ạ, như ba vừa trao đổi thì ba Ngọc nằm xuống là bị u não, thì ba có thể cho biết rõ hơn một chút về cái bệnh tình của ba Ngọc và vì sao ở bệnh viện trả về không ạ? Về bệnh viện là Đông Hà là có như là họ cũng chụp phim là cũng chấp rai rồi lại đang hoang lắm, và nhập viện được 4 ngày mới có cho họ bác sĩ họ tự họ nói chứ bệnh nhân đi là bị quá yếu, mà chứ là cái khối u nó lớn lên, cho nên chứ họ không thể chữa được, họ phải trả về. Cái hoàn cảnh của mình thì khó khăn và bị đá như thế này, và trong nhà thì tất cả mọi người đều lớn tuổi và bị bệnh, không còn đủ sức lao động. Vậy thì hàng ngày thì không biết là gia đình có nhận được cái sự giúp đỡ hay là quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương hay là các cái ban ngành đoàn thể trong ba con lối xóm mà quan tâm đến gia đình mình như thế nào? Làng xóm đây họ cho người trăm, người năm chục nữa mà đi nói cho đáng ra làng xóm họ cho nhiều, cho ngài 3 triệu gì đó mà ra đi đi về để bệnh viện Đông Hà họ cho. Cho để tiền thuốc, tiền đô cho hết. Và ra xuất viện lên hồng cho 500. Để lên thẳng đường uống nước. Nói cho tôi ra rồi, bác sĩ hồng thương. Thì như trong thôn, trong làng xóm họ giúp đỡ cho. Có như nói chung là tiền thuốc, tiền đô cho bệnh nhân hết. À, vâng, xin được cảm ơn ba với những chia sẻ vừa rồi ạ. À, thưa quý vị và các bạn, như bà gái vừa chia sẻ thì từ cái lúc mà gia đình gặp khó khăn đến nay thì được rất nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như các cái ban ngành đoàn thể. Và trong số đó thì có những cái bàn đoàn viên của xã cũng đã đến để mà hỗ trợ giúp đỡ để dọn dẹp trong gia đình. Và sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi đã ghi lại được. Sự động viên, quan tâm của hàng xóm, láng giềng và của chính quyền địa phương, các tấm lòng hảo tâm chính là cứu cánh cho cuộc sống khó khăn lúc này của cả gia đình bà gái. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn bi đát của gia đình bà gái, hàng xóm láng giềng và các đoàn thể địa phương cũng đã đến để động viên, giúp đỡ cho gia đình. Thỉnh thoảng, các đoàn viên ở địa phương cũng đến để giúp đỡ gia đình dọn dẹp, vệ sinh. Không của cải, vật chất, nhưng sự quan tâm, động viên đó phần nào làm ấm lòng những người đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó này. Thông qua sự kêu gọi của những người thực hiện chương trình kết nối yêu thương của Đảng ủy, chính quyền địa phương và một số mạnh thường quân, các đoàn thể, các tổ chức có tấm lòng hảo tâm đã đến động viên và chia sẻ cùng với gia đình bà Hoàng Thị Gái. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hương Hóa đã hỗ trợ gia đình bà Gái 1 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận xã Tân Long vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm hỗ trợ 5 triệu đồng. Đồn biên phòng Thuận, huyện Hương Hóa ủng hộ gia đình 1 triệu đồng. Chi đoàn, cơ quan chính quyền huyện Hương Hóa hỗ trợ gia đình 500.000 đồng. Anh Hồ Văn Thành ở thị trấn La Bảo vận động các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ 8.800.000 đồng. Công ty thức ăn chăn nuôi Greenfeed Việt Nam ủng hộ 2 triệu đồng. Mỗi món quà
đều là tình cảm chân thành của các mạnh thường quân với mong muốn giúp đỡ gia đình bà gái vượt qua khó khăn trước mắt. Thưa quý vị và các bạn, mỗi nơi mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình Kết nối yêu thương đi qua, mỗi gia đình mà chúng tôi đặt chân tới để thực hiện chương trình đều để lại những ấn tượng và sự cảm thông rất khó có thể diễn tả thành lời. Tuy nhiên, với một gia đình mà 5 người đều không còn tuổi lao động lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật hành hạ, có người đang bị bệnh hiểm nghèo thì khó có sự đau thương nào hơn. Hoàn cảnh hiện nay của gia đình bà gái đang rất cần sự giúp sức nhiều hơn nữa của các mạnh thường quân. Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về bà Hoàng Thị Gái, thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hoặc ban biên tập chương trình Kết nối yêu thương, Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị, số 105/2 đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.